Gấu túi mũi trần là loài thú có túi, bốn chân ngắn, cơ bắp, có nguồn gốc từ Úc. Chúng có chiều dài khoảng 80 cm với đuôi nhỏ, mập mạp và nặng từ 20 đến 35 kg. Chân của chúng có móng vuốt cứng, thuận lợi cho việc đào bới chính vì vậy nên loài gấu này sống chủ yếu ở dưới lòng đất. Với cấu tạo đặc biệt của cơ thể, những chú gấu mẹ có thể mang con non của mình trong các túi ở phía mông và gấu con có thể ở trong túi mẹ cho đến khi chúng được khoảng 8 tháng tuổi. Gấu túi mũi trần có nguồn gốc từ đồng bằng cỏ và rừng bạch đàn Australia, là một trong những loài động vật đáng yêu nhất thế giới. Đối với các chuyên gia động vật, loài gấu túi mũi trần là một bí ẩn không có lời giải đáp trong một thời gian dài. Tất cả đều do chất thải kỳ lạ của chúng. Những con gấu túi mũi trần có khả năng độc đáo là tạo ra tới 100 mảnh phân hình khối đặc biệt mỗi ngày. Giờ đây, các nhà nghiên cứu cho biết họ đã khám phá ra cách loài động vật này tạo ra những viên phân có hình dạng bất thường. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, các vùng du dù...